Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Quý Cha, Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Quý Cha, Nam mô Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vô Mẹ, Nam mô Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vô Mẹ, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay con có hữu duyên về núi, về mảnh đất Thiên Long Giang, Houston, có các người hữu duyên, bác, chú, các em, các cô, cháu ở đây đầy đủ. Tự qua thăm Ngài A Hồ, nhà Ngài ở đây, mong Ngài cùng các chư vị hôm nay tự đãi một buổi tiệc nho nhỏ, mong các chư vị đừng có chê. Đồ ăn Việt Nam bình dân nhưng mà lòng thành của mấy đệ tử của Mỹ Hạnh và của mọi người ở đây, mong Ngài hưởng dùng vui vẻ và đồng thời gia hộ cho những người hữu duyên đủ phước, đủ tài lực để về phát triển cái mảnh đất này cho nó thành ra một cái thành phố cực kỳ và thu hút tất cả những người có thiện tâm trên thế giới trong tương lai về nơi này, cho Houston dân Việt Nam làm ăn khá giả, mạnh khỏe, mong Ngài gia hộ. Thì Thái tử có lòng thành về đây thăm Ngài thì đãi buổi tiệc ở đây. Thái tử hứa sẽ làm một cái miếu cho Ngài, nhưng mà Thái tử chưa có đủ duyên đủ giờ. Thì mong Ngài quan hỷ gia hộ cho tất cả những người trong lúc có Thái tử ở đây không có, có đến nơi này cũng được an toàn, vui để mà tham quan thăm viếng. Hôm nay có buổi tiệc tuy là không có bàn ghế, không có chuẩn bị, nhưng mà Thái tử sẽ vẽ cái vòng để cho các đệ tử của Ngài, binh tướng của Ngài không có phạm vô người trần, vì những người trần có những cái tánh căn cơ thấp. Thì nơi nào Thái tử đi ba một vòng tròn thì các Ngài cứ ở bên đây, Thái tử đi ngang đây thì từ đây bên đây thì là của mấy đệ tử ngồi bên này, vong linh đệ tử của Ngài được có phạm vô, đệ tử đi qua đây, tức là từ đây về hướng này thì mấy chư vị cứ gì gì thì cái nhang này đi, thì mong Ngài ở hồ gia hộ. Nam mô Di Đà Phật. Đệ tử có bấy nhiêu lời đơn sơ. Cung thỉnh kính mời. Biết mốt ngày thích gì thì nói cho tự biết tự mua. Còn cái phong tục Việt Nam thì có con kê. Ủa mấy con kê sao mấy con không có mở ra ta? Con kê thì con đại mẹ chú con không mở. Mở con kê ra đi. Dạ. Mở ra có đồ ăn, mở ra bánh mì, mở ra. Dạ. Mình mở mình mời chứ mấy gì cũng như mình vậy thôi. Con ai vô nhà con mời cũng phải mở ra. Ai muốn đốt thì cứ đốt. Mấy gì đang ngủ ở đây rồi đó. Nóng quá. Này 80-90 độ ha, cỡ như ta Việt Nam là 43 mấy độ được đó, tắm dưới nha, anh Hoàng qua kia đốt đi. Để lên đốt đi. Anh
con đốt thêm này. Con ăn cơm. Giao rồi, mấy ông đang đứng đó, mình qua phía bên bờ này. Thì hai cái mình cắm nhang thôi, mình đi qua đây, cắm đi rồi qua đây. Qua đây ngồi nè. Từ cái bàn cúng đi về bờ xong á, mình đừng có qua đó. Ta đi lên. Thầy mình đừng nghĩ mấy thầy của mình không bỏ bùa mình nha. Dạ. Không mới là bỏ bùa mình á. Bùa ngải này nọ bị bản để mà kéo số lượng đông á. Thưa sư phụ, có một số Phật tử đi học năng lượng á, thưa sư phụ, như là năng lượng gốc á, thì những cái năng lượng đó thì chữa được bệnh, rồi chữa bệnh cho người khác. Thì khi mà nhận cái kích hoạt á, cái đó là nghĩa là gì thưa sư phụ? Lúc mà mình bị stressful, mình bị buồn nhất, thường nên nhớ lúc đó là mình đang khôn ra. Cái đầu óc của mình nó có một lúc gọi là tinh nhuệ trí tuệ, 1000 cái suy nghĩ mà không có đâu vào đâu á, nó không bằng một cái suy nghĩ chín chắn, mà cứ tối ngày cứ lo massage với lo năng lượng, nghĩa là mình làm cho mình lần lần có khác, nó đâu có hết bệnh đâu, khi nào mà hết dứt luôn á, dứt luôn như 12 giới luật của thiên tâm hay là một cuốn kinh của thiên tâm mà mẹ kêu mình về trời á, thoát luân hồi sinh tử á. Thì dấu hiệu để mà cho các thiên long bát bộ 36 tầng trời gia hộ mình nè, mới là dứt cái bệnh của cái cõi ta bà này. Còn cái kia đó là để cho những người căn cơ thấp, con không phải căn cơ thấp, những người không hiểu gì, những người bắt, những người không có đạo, không biết đạo, không có nghiên cứu về đạo, họ bị bệnh tật đầy trong người. Bệnh tật là dông với trượt á, dính vô người mình nó đau nhất, nhiều khi nó ung thư này, nó bị sạn thận nọ. Thì để cho những người đó, rồi từ từ họ mới nghiên cứu rồi mới lên. Cái đó chỉ đối với sư phụ chỉ là miếng băng keo thôi. Yeah. Miếng keo đứt tay con dán một chút thôi. Yeah. Nhưng cũng không có hết. Làm sao hết? Học không có hết. Thì sư phụ nói rồi. Yeah. Ngồi đây, đây ngồi nè, ngồi hướng này đi. Muốn hết thì phải ngồi thiền. Đây dạy cho ngồi thiền. Quay nha. Ngồi thiền vậy, cứ mỗi ngày cứ làm chừng 15-20 phút,
ngồi kiểu nào cũng được, ngồi trên ghế bỏ xuống cũng được, bắt bắt ấn ta muội không. Thay vì giờ đi tổ chức khóa thiền này khóa thiền nọ chi rồi bay tới bay lui tốn nhớ bay mệt, cứ mỗi ngày lên cái đầu giường của mình nó để anh chồng ngủ cái bên cũng được, cứ để anh gì miễn sao cái lưng nó thẳng thôi. Tại bán tâm muội này á, đứng bất cứ nơi nào cũng được, sự gia hộ ở đây nè, rồi để vô đây, quan trọng là lưng thẳng, cứ hít vô và thả ra theo dõi hơi thở, cứ thế mà làm thành Phật, không phải lăn tăng vậy chứ. 12 giới luật, con quay bên kia đi, 12 giới luật của cha mẹ đặt ra, mình mà có dở như là dở như dở đậu á là cũng giữ được giới 12, là đọc kinh với ngồi thiền kiểu này đó là dở như dở đậu. Là giới 12 á là cứ đọc thiền, ngồi thiền với đọc kinh, còn mấy cái giới kia là sợ già sợ bệnh sợ nghèo nó hơi khó phải không thì thôi để một bên, còn bi trí lễ nghĩa thì nhân trí tính lợi nghĩa thì để cho mấy người làm quan chức, cứ ngồi thiền đọc kinh ở cái tuổi này giống như bác con vậy là xong, được đi về kiếm cái dấu hiệu của cha của Phật Di Lặc á, đeo vô dấu này nè, dấu Phật Di Lặc là dấu thiên tâm á, đeo vô ngồi cứ thế mà thành Phật. Mình chạy theo môn phái này pháp môn nọ kiểu này kiểu kia, chạy chi nó lăn xăng tốn thời gian tốn tiền tốn của vậy á, ngồi thẳng lên. Trên mạng có chỉ hoài á, biết sao cái này là của Kiệt chế ra. Khi Kiệt chế ra, Kiệt đã hỏi mấy chi gì khi ngồi cái này á, là biết là của cái thời đại mới, tại có cả ngàn kiểu ngồi thiền nha, chứ không phải một kiểu. Cũng như võ Thiếu Lâm, võ say rượu, võ khỉ, vô miền Nam, võ đủ kiểu, thì kiểu này là kiểu nhất thiên chỉ, cái này là giống nhất thiên chỉ chữ cái. Cái kinh nghiệm mà mình đã hiểu, mình đã có những người chạy theo những thầy này thầy nọ 10 năm, 20 năm, 30 năm. Rồi bây giờ nhìn lại họ làm sao? Càng nhìn lại càng clumsy á. Theo thiên tâm, theo cha mẹ là đầu óc phải tỉnh táo, sáng suốt. Ra đời phải hơn người thường, vô đạo phải hiền hơn người trong đạo. Không cần mặc áo tràng, không cần hết áo vàng, áo tím, áo xanh gì cũng được. Không có chấp tới hình tướng. Mình sửa theo mỗi giây mỗi khắc. Đa số là ở Mỹ làm tiền nhiều nhất mà lẻ nhất là nghề neo. Nghề neo đừng có tưởng là thấp nha. Lương cao còn hơn bác trọng gấp 8 lần. Bữa có phân tích rồi, bác trọng lãnh tháng nhiều có 20-30 triệu. Neo tháng làm 5.000, 10.000. Là hơn là người đứng đầu của nước Việt rồi đúng không? Cho nên đó là thiệt mà. À, mình mà khi mình làm cái nghề như vậy, mình giũa thì mình phải giũa thiệt là giỏi, giỏi hơn người thường. À, nhìn giũa bằng cái tâm thì nó đẹp, dễ cũng dễ hơn cái tâm, bữa nào dễ giấu thiên tâm vô móng tài nữa. Rồi mình thấy khách vô trả giá mình cũng vẫn cười, không trả giá mình cũng cười. Nghĩa là mình cho người ta cái nụ cười là tự mình cười. Tu là như thế, chứ không phải tu chờ cái khóa tu 10 ngày vô chùa 3 ngày này nọ ra cũng vậy thôi. Trước tiên á, mình phải biết mình ở vào cái cột nào. Có những người này bữa nói rồi nói lại, nhưng mà mình phải coi nha, mình phải coi cho mình thuộc về gọi là từ bóng tối trở ra bóng tối, hay là từ bóng tối ra ánh sáng, hay là từ ánh sáng đi vào tối. Cái mình muốn là từ sáng vào ra sáng, và cái mà thứ hai là từ tối vào sáng. Có nghĩa là mình sanh ra không có may mắn, gia đình nghèo, làm công việc cũng bình thường, nhưng mà cái tâm mình biết ngồi thiền, biết tu là mình mong ra ánh sáng.
ánh sáng, tức là mờ ánh sáng, là Phật là ánh sáng. Thì cái đó là mình cần, không cần mà có những người, người ta giàu có, ăn trên ngồi rồi, tiền triệu, tiền tỷ trong tay, đeo hột xoàn, chối, chối chỉ chối bề ngoài thôi. Nhưng mà họ làm bao nhiêu chuyện không có đúng, là họ từ, họ có phước đời trước nha. Khi mà tới đời này họ hết phước á, họ trở vào bóng tối, xuống địa ngục là tối, vô tù bị công an bắt là tối. Đó là những người từ sáng vào tối. Còn những người từ tối vào tối là những người mà loại mà sanh ra bằng hàng, rồi dùng những cái mưu mẹo của đường phố làm mấy cái chuyện tạo nghiệp, thì là từ tối vào tối. Cái những người mà từ sáng vào sáng á, nó cũng có, nhưng mà nó không có nhiều. Là những người có trí thức, có ăn học, có đạo đức và có tiền của. Thì những người đó tìm về đường đạo, họ biết là ngoài cái xác phàm của mình là con người, thì mình cần phải làm có tiền, có cái paycheck, thì có là thế gian. Nhưng mình, con người của mình có linh hồn, mình cần phải đi về trời, là mình học xuất thế gian. Mình biết cái này là cái thế giới này là cái thế giới giả tạm, chứ không phải cái thế giới vĩnh cửu của mình. Không có ai mà mạnh khỏe, người đang mạnh khỏe thân sẵn vô khám bác sĩ ra một cái méo mặt. Có rất nhiều người thời nay á, chết cả tuổi 45-50. Những cái người đang có tiền mà họ hiểu như vậy là họ từ sáng vào sáng là về trời luôn á. Mình có trên cảnh trời á, rất là vui sướng, không có nóng như hiện giờ. Mình cái mặt trời ở trên đó là mình muốn nóng đến độ nào nóng tới đó. Và mưa khi mình cần mưa. Ở trên đó con người sống không có xài tiền, xài bằng phước. Thì có ai cũng đọc được cái tư tưởng của lẫn nhau, cho nên người ta không có gạt nhau được. Nhưng mà trên đó nó có giới hạn mấy nghìn năm á, mình lọt xuống đây. Đó là chúng ta đang ngồi đây. Mình đã từng ở trển hết rồi đó. Người này ở trển nè, này trển nè, nhiều lắm, nhiều đệ tử trển lắm. Rồi mình lọt xuống là gì ở trên đó đó. Lúc mà mấy chư Phật, mấy chư Bồ Tát tới mà giảng pháp á, không ai nghe hết. Phật ngồi trên bầu trời, trên nó cũng có hành tinh giống mình. Phật phóng hào quang xuống, nhìn lơ thưa có mấy người ngồi dưới nghe. Tại vì cái tuổi thọ sống quá dài. Mấy nghìn năm ở trên đó, họ không có sợ chết, họ không có bệnh nữa. Thì cho nên họ không biết tu. Và đồng thời họ cũng không có người nào thấp hơn họ hết. Họ cũng không có động lòng từ bi để làm phước nữa. Còn bây giờ mình nhìn thấy, mình vô nhà thương thôi, mình thấy biết bao nhiêu cảnh vô emergency room á, một ngày nhìn thấy quải luôn á. Xong, có những đứa trẻ mình biết cũng sắp chết, rồi những người lớn tuổi mình đi ra đường, không biết mình gặp bác này được mấy lần á. Thế gian này là rất là phù du giả tạm, không có vĩnh cửu. Mà ở cái tuổi mình đợi tới tuổi lớn rồi mà mình muốn ngồi thiền ấy, giống như mấy bác này ấy, chắc cũng khó. Tại phải ngồi thiền để cái tâm nó trụ lại thì mình mới dễ về. Mục đích của ngồi thiền á là khi mình ngồi ấy, giống như mình, nó tạo ánh sáng, cái hào quang nó mới tủa ra cái thân người của mình. Còn nếu mình không ngồi thiền mình để lưng dày ha, mình cứ nằm nghỉ như kiểu là ngồi sofa hay là rocking chair này nọ, nó không có ra ánh sáng, nó không có đổi cái hào quang. Con người của mình nó có hào quang á, cho nên đứa nào, người nào, bất cứ ai đệ tử hay không đệ tử thì cũng chỉ trên mạng ngồi thiền, bảo đảm thời gian sau, thứ nhất là mình thấy đời sống của mình nó vui hơn rồi, mình cũng khôn hơn nữa, mình không có dễ bị gạt, cái tâm của mình cũng vững, nhớ đâu nhớ cũng dữ lắm á, chứ không phải mà ra xe rồi cứ nghĩ là quên lấy chìa khóa, đóng cửa rồi cứ nghĩ là quên đóng. Cái đó là do cái tâm mình nó không có ổn định. Là phải ngồi thiền. Thời nay đa số Phật tử không có biết ngồi thiền. Cứ bị treo cái bảng giống như là treo bảng vàng qua trạng nguyên quá lớn, PhD, giảng sanh,
Cho nên đa số là mấy bác lớn tuổi hay Phật tử, ồ cứ nghĩ A Di Đà Phật tối ngày thì sẽ được thành Phật. Khó lắm, nó không có phải dễ. Hồi xưa đó, mấy chư vị nói với Kiệt á, một vị tiên thôi, chứ đừng gì Bồ Tát, gì Phật. Muốn thành tiên đó, cũng phải tu hàng nghìn kiếp á. Xuống thế gian này chịu khổ hàng ngàn kiếp đó. Mà hồi thời xưa đó, có những cái quốc gia không có cái lối nào để tu nữa. Không có phương cách để mà ngồi thiền để tu, không có cuốn kinh để đọc nữa. Thì làm sao tu? Nó không phải dễ đâu. Giờ mình cũng nhìn thấy, bây giờ mình nhìn những nước Nam Mỹ hay Phi Châu đó, kêu họ ngồi thiền hay kêu đưa cuốn kinh họ đọc, họ không biết là cái gì đó. Họ chỉ có thể vô trong rừng đốt lửa rồi nhảy lung tung. Họ nghĩ cái đó là tâm linh, nhưng mà thật sự cái đó cũng là tâm linh. Nhưng mà mấy cái đó là mấy cái của những vị thần ở thế gian này thôi. Mình á, là học là học tới tới ráo rót luôn á, về cha về Phật luôn á, là ở cái thời đại này. Tại vì sau cái thời cực khổ này á, sẽ đến cái thời cực sướng. Mà người nào mà sống từ đây tới thời cực sướng á, mà người đó hiểu được tiếng Kiệt nói là cái gì á, người đó có đại phước. Tại sao trước khi Kiệt qua đây ngồi đây, mấy chư Phật về kêu Kiệt phải qua đây ngồi nói chuyện với quý vị? Tuy là ở đây mình có nhiêu ta mười mấy chục người, nhưng mà cái video này á, nó lên cũng đông, để mà giao duyên cho dân vùng này. Tại mẹ thấy cái dân vùng này á, người thành Phật sau này cũng nhiều. Như xanh này nè, à, dân Cali thấy gì mà le thế à, tiền nhiều quá, điện tử nhiều quá, bị rối loạn tinh thần á. Cười. Anh đừng có đi bển anh Dũng. Đây, nãy em có giao hẹn với ông mấy ông thần rồi. Anh đi bển rồi cái tinh thần anh yếu, mấy ông thỉnh anh đi luôn. Cái quan trọng mình còn xác phàm, mình còn cầm được cuốn kinh đúng không? Nó còn dính trên tay mình. Những vong linh á, họ lúc mà họ sống họ không biết mấy cái này. Khi họ chết họ mới biết. Thì muộn rồi. Mình sống sao mình chết như vậy? Chết nó mất đi tự do rất là nhiều, không có cầm được cuốn kinh, chỉ theo chùa rồi thấy Phật tử đọc kinh thì chỉ đứng nghe thôi. Nó mất đi cái sự tự do, sự chọn lựa rất là cao. Ăn uống nữa, tuy là không có chết đâu như mình không ăn ngày cái mình lạ phải không, không có gì cũng đói. Trong có bốn loại thức ăn Phật nói đó, thức thực tưởng thực á, là cái bệnh mà tưởng tượng mà đói đó, nó cũng là mệt đó nghe, nó hành cái tinh thần á, cái đó có thiệt đó. Thì khi mình mang theo mình có cái đó. Hôm nay có duyên ngồi đây đại ông đại ngài A Hồ, đại các chư tướng của ngài, để mà gia hộ cho người Việt ở Houston sớm thành hình một cái cơ nơi. Thường nói cho mấy ông nghe, mấy ông đứng dòm thì mong ngài quan hỷ. Hỡi ngài thấy người Việt vô đây, thấy cái ai mà mũi tẹt vô đây thì ngài gia hộ, nhưng mà ngài đừng cho nó câu cá dính nghe. Câu chơi được. Mấy gì hiện hữu á, nó không có phải sai với mình đâu. Bữa nay cũng không có mũi cũng đỡ ha. Ăn luôn cục đất vô miệng. Mới ai đá văng cái đất vô cho nữa.
À, được rồi em. Ok, được rồi. Có nhiều người trên mạng hỏi tại sao Phật đồ không hiện ở Mỹ, không hiện ở bên Nga, không hiện do Thái, mấy nước giàu không hiện bên Pháp, bên Anh đi, sao ở nước Việt Nam tè tư hoa lá, không còn manh giáp. Chỗ đó là chỗ Phật hiện. Cái nước Việt mà khi mà Cộng sản bỏ lại, mấy vị nói không có gì mà tàn khốc bằng, không có tài nguyên, không có tiền, thiếu nợ World Bank. Mỗi đứa nhỏ Việt Nam sanh ra là mắc nợ miếng nhiêu tiền. Tương lai vô bờ bến, làm ô sinh khắp thế giới. Những đứa con gái rất là đẹp nghe, 18 tuổi. Lấy nguyên cái gia đình ông Tàu, từ ông nội cho tới cha, tới anh hai, tới anh ba, anh tư, anh năm, anh sáu, tới thằng Út luôn. Rồi cái nó chán rồi nó thảy vô ra Thượng Hải, Thượng Hải xong nó chán nữa, thảy vô cái máy sấy mà làm trà bông á, nó thủ tiêu luôn. Rồi nó sấy, cho nên biết bao nhiêu người Việt mình chết á, gái á. Chứ hổ là người chuột về hai đứa, có 2.000 đô thôi một mạng người á. Không trả nó là nó thả vô nó giết gì đó. Tại vì nếu mà để á, là sẽ bị luật pháp. Cái đó chưa tính là trên thế giới mình biết bao nhiêu vụ cá đông lạnh qua Âu Châu. Biết bao nhiêu mấy cô gái mà đi qua Đài Loan đẻ đẩy bản. Được rồi. Thấy không? Mà biết bao nhiêu qua Hàn Quốc, qua Nhật. Mà trong khi 65% tuổi trẻ là sức lao động cực kỳ quan trọng. Cái con người Việt như người Do Thái thông minh lắm đó nghe. Đâu phải ngu như kiểu, sorry nha, những cái nước ngoài quốc gia khác đâu. Ngày xưa đó là người Nam Hàn đã thua mình rồi. Hàn Quốc, Singapore cũng thua nữa, Đài Loan cũng thua nữa. Còn giờ mình là đứng hạng bét, thua một miên nữa. Bây giờ miên á, để xe tăng đầy ở vùng Tây Nam á, chuẩn bị đi qua để nó tấn công mình á. Đó là Phật Di Lặc sẽ ra đời tại nước Việt. Đó là thiệt á. Ra rồi luôn rồi đó. Nếu không á, vị Đức Thầy ngày hồi xưa ngày hứa với tín đồ 80 năm, 8 mấy năm ngày về trong từ ngày ra đạo cho tới ngày, tức là ngày mở màn cho tới ngày kết thúc, giống như một cái cuốn sách nó có thúc vô tựa đề và cuối cùng thì là khoảng 100 năm. Chẳng lẽ Đức Phật Di Lặc không ra đời nước Việt, cứ thế mà nó cứ kéo dài hoài à? Là các chư vị đã xuất hiện, chỉ chờ là khi mà cái chính quyền họp đúng thời điểm để mà khi Ngài xuất hiện không có bị làm khó, bị bắt bớ để mà cứu dân. Đức Phật không ra đời, Quỳnh Phú Sổ không xuất hiện, dân Việt Nam mình nó cứ nghèo hoài và nghèo mãi, cứ thế mà nghèo. Mà không biết lý do làm sao. Trước khi Covid mình còn có công ăn việc làm, Bình Dương còn có ăn đóng việc làm. Rồi tới giữa Covid, rồi hôm nay không có xăng, rồi không biết làm sao ở dưới không có xăng rồi người ta sao ta bơm nước, người ta tưới cây tưới ruộng được. Có phải là mệt dài dài không? Đó là do cơ bản rồi, cái nước Việt của mình nó bị cái nghiệp á. Phải xả cái nghiệp á. Chỉ có cái 3 năm nay Thiên Tướng Kiệt lên mạng để mà truyền tin cho chư Phật, cho Đức Thầy, cho hồn thiên sông núi nước Việt là Ngài Trận Đạo là vua nước Việt, để báo động lên nước mình nó có những cái lạ đặc biệt, và đồng thời để báo động lên cho mọi người Việt á, phải có một chút xíu chuẩn bị là mình có phước. Chứ còn người ngoại quốc nó đâu có phước như người mình đâu. Mấy chư Phật đâu có báo hiệu. Cho nên hồi nãy câu hỏi là tại sao nước này nước kia không có. Tại vì cách đây mười mấy năm, lúc mà mấy chư vị về tiếp xúc với kia á,
Thì lúc đó là vua của nước Mỹ là ngài George Washington, vua của nước Tàu là ông Quang Công, vua nước Việt là ngài Trần Đạo. Ba vị thường xuyên họp nói chuyện kìa. Thì lúc đó ngài George Washington ổng còn phong bì nữa. Ông nói Đức Chúa Trời ưu đãi cho nước Việt, có Phật Thánh Tiên ra đời, có một cái đạo sau này thống nhất toàn thế giới mà từ nước Việt ra. Cũng giống giờ đạo Công giáo là từ Do Thái, hôm nay đạo Thánh Tâm là cha cho là từ nước Việt, đúng không? Người Việt. Thì ngài không có trách mà chỉ phân bì thôi. Trong cõi vô hình mấy chi vậy không bao giờ tính, ô, tôi đây có tiền nghìn nghìn tỷ, không? Tôi nước mạnh, tôi có tàu ngầm hạt nhân, nước Việt chỉ có xuồng ba lá. Mấy vị không có tính kiểu đó. Cái này là phù du. Chỉ qua 100 năm, 200 năm, cái thế cờ nó sẽ thay đổi. Cho nên tại sao thì thường nói là nước Việt sau này thành cường quốc là vậy á. Nó sẽ cường quốc thiệt á. Chỗ nào có Phật Thánh Tiên đầu thai làm thân người xuống đó, thì chỗ đó, nước đó sau này á, sẽ là một cái gì rất là đặc biệt. Hôm nay mình nói hơi sớm nhưng mà mấy cái máy nãy ghi. Mà bữa giờ nói 3 năm nay á, nói ông Trump quay lại, bữa nay thấy ông cũng quay lại nữa. Cái bữa mình nói ông Biden không quá hai nhiệm kỳ. Nói gì cũng trúng hết á. Mà mấy chuyện động trời không có ai dám khơi khơi đi nói kiểu đó không? Thì hôm nay biết bao nhiêu cả bên phe dân chủ, cả Mỹ đen cũng muốn đòi trục Phước Công xuống. Cứ nghe khi ở bờ trên nói là cái hướng đó, thì Kiệt lên trên mạng Kiệt cũng nói hướng đó. Kiệt nói có hai bà phụ nữ sẽ bị đàn hạch. Nếu ai coi những clip cũ mấy năm trước thì đóng y chang không? Dân bây giờ đòi đàn hạch bà Harry không? Rồi đòi bà gì nữa đó. Thì những cái điểm chính là hầu như là trúng. Nhưng mà bây giờ á, chờ xem. Mình sẽ còn khổ về mặt kinh tế recession tới cuối năm. Từ đây cuối năm á, nhà cửa, ai chơi stock đừng có đánh stock. Ở bên Á Châu mà chiến tranh một cái là khắp thế giới sẽ không có cái con chip á. Rồi hôm nay dầu quả mà xe nó không có nữa thì mình sẽ mệt. Bao nhiêu cơ xưởng, cả cái chợ hay là cả những cái nơi mà làm bánh ăn thôi, nó cũng phải cần có điện. Điện thì lên giá, xăng lên giá, dầu lên giá, cái gì nó cũng sẽ thay đổi đời sống. Lúc này chỉ có quan trọng nhất là ngồi thiền, đọc kinh, có bao nhiêu tiền thủ. Đừng có bung. 2 năm trước, người bên Việt Nam mà nghe nói Kiệt nói tiền sẽ thành tiền giấy. Có một số người làm giàu vỡ câu đó. Rồi họ mua vàng, cái vàng lên gấp đôi, gấp ba. Hiện bây giờ có một số người bị mất tiền là tự gì không nghe lời. Nhà với đất đổ bển giờ bán quá trời. Không phải đâu con, đừng có quạt. Ừ. Mấy vị đang đứng đó là con vô lộn xộn vô làm gì? Làm sao mà người dân Việt Nam mới nhận ra khi nào mà Đức Phật Di Lặc là ai khi mà ngài xuất hiện? 3 tiếng sấm nổ, đùng 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 đùng. Bữa giờ con nghe 3 tiếng đùng đùng chưa vậy? Là 3 tiếng giảng đó hả? Chưa. Nổi trên núi cấm hả? Bây giờ thí dụ như mình nói ở bên Do Thái hay là nó bắn vào Anna Răng, cho nó 100 trái bom nguyên tử đi, bảo đảm mình đây cũng không nghe nữa. Mà có mình có nghe đi nữa đó, cũng giống như Hiroshima và Kawasaki của Nhật thôi, mày chết bên đó, bên đây nó cũng bình thường. Tiếng sấm nổ là nổ động vô cái lỗ tai của Liên Hợp Quốc, của tất cả những lãnh tụ trên thế giới, là có Phật Thánh Tiên hạ phàm. Mục đích sư phụ ra đời là cũng muốn cho thiên hạ biết, cho tất cả mọi người biết là chuyện tâm linh là thiệt, thượng đế là có thiệt, mấy ông thần đó đứng kìa thiệt, tại mắt không có thấy, phải không? Để làm chi? Nếu mà người mà tin mà tâm linh có thiệt
Phật có thiệt, Thượng Đế có thiệt, Chúa có thiệt. Thì là mình biết sợ, mình biết tu, thì làm gì có chuyện Putin đi ăn hiếp thằng Dược Hen làm gì mà cho nó thân bại dân liệt được vậy. Nếu mà gặp những bình mà tin có tâm linh, có chi gì để mà phân xử, nó đâu có đi ăn hiếp Đài Loan, ăn hiếp nước Việt đâu. Bài tiếng sấm nổ là ba bài giảng pháp đầu tiên của Ngài khi Ngài xuất hiện. Con tưởng đâu là tiếng hạt nhân. Không, ba tiếng sấm nổ là xuất hiện là sao? Thì lúc đó đó là trên thế giới người ta mới thừa nhận là một vị Phật hạ phàm. Thì mấy tổng thống Mỹ nó cũng nghe, nó cũng phải đi kính nể đúng không? Đức Giáo Hoàng cũng kính nể đúng không? Và nữ hoàng Elizabeth mà bả mà còn sống chắc cũng phải tới bả lại đó, đúng không? Cái đó mới là kinh hoàng chứ còn mà tiếng sấm nổ bằng bom tử đâu có nhầm gì. Thưa sư phụ, nhưng mà khi con đọc trong cái ấy thì một tiếng sấm nổ có thể bị mê man. Có thể nếu mà người đó mà dậy á, có thể là không biết người thân của mình luôn. Là cái ý đó là như thế nào con, thì con cứ nghĩ là chắc là cái hạt nhân hay sao đó. Một số người sẽ chết rất là nhiều, một số thì không nhớ gì hết. Cái cuốn kinh này là do Đức Quỳnh Phú Sổ Ngài viết ra đúng không? Trong sáu quyển đúng không? Tiếng sấm nổ. Sư phụ là người nói chuyện với Đức Thầy thường xuyên. Mỗi lần sư phụ hỏi đến vụ này, với núi cấm nổ ra, dở ra, rồi cung vàng điện ngọc hiện lên đó, rồi hoàng cung của Minh Dương hiện lên gì gì đó, mình thấy nó hơi quá sức gọi là ảo tưởng. Cho nên làm cái dân Trung, dân Bắc, dân họ không có hiểu, họ nói mình đi đoan. Nhưng mà cái gì nói bằng tiếng lóng, nó có trong vô vi, nó có thiệt á. Còn cái tiếng sấm nổ này á, mỗi lần mà hồi xưa hỏi Đức Thầy á, thì Ngài chỉ nói con chờ xem. Rồi sư phụ hỏi một vị khác, thầy phụ nói chuyện hết nhiều vậy lắm. Thì một vị khác thì nói là tiếng sấm nổ là khi một vị Phật xuất hiện mà cả thế giới thừa nhận, và Ngài giảng pháp ba lần. Một lần núi cấm, một lần Thiên Long Sơn, có thể một lần tại đây. Tại đây cũng thuộc về Thiên Long Sơn là đất thiên, mình không biết. Nhưng mà phải đi một cái tour ở Mỹ. Ngày lúc đó cũng giống như là ca sĩ Lệ Quyên thôi. Đi đâu là mấy con chạy theo, bu. À, vui không? À, mình chạy theo Phật là mình có cái năng lượng của Phật phóng cho mình rồi. Thay mình nằm nha, đâu có được phóng gì đâu. Đêm trong... ống mấy bạc tay nó, từ khi bữa đó không bộ. Thì xưa có một vị nói vậy, nhưng mà cái chính xác bao nhiêu mình cũng phải chờ xem.